Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi nhặt tất cả các dương lộ thiên từ cao cấp đến dương hiếm trên map Sumeru 3.6. Thì mình là Duy. Đầu tiên sẽ là intro. Mở đầu video thì mình sẽ để một cái bản đồ mình có đánh dấu thứ tự từ 1 đến 6 ở đây. Thứ tự các dương và số của các dương mọi người có thể dừng lại để xem nhé. Đến cái dương đầu tiên thì mình sẽ dịch chuyển dương cái điểm dịch chuyển phía dưới này. Ở dưới đây thì mọi người sẽ đi sang bên tay phải cho mình nhé. Cái cửa bên tay phải này. Sau khi đi sâu hết bên trong cái cửa bên tay phải thì mọi người đi thẳng đi chỗ Hirichu này, thì tiếp tục đi sâu bên trong nhé. Đến có một cái địa điểm mà nó giống như cái vạc dầu này đúng không? Mọi người đi xuống dưới nhá. Không phải đi vào hang này đâu, mọi người sẽ đi xuống phía dưới cái vạc dầu ấy. Thì cái dương cao cấp thứ nhất nó sẽ ở giữa luôn, mình không phải giải cái gì cả nhá. Đến cái dương thứ hai thì nó ở ngoài map. Nó ở ngoài map thôi nên là mọi người không cần phải tìm nó khó khăn. Chỉ cứ đến nơi và đánh quái là sẽ nhận được dương cái cao cấp thứ hai này. Ok. Quái thì nó cũng không có gì, có 2-3 con quái bình thường thôi mà. Sau khi mọi người đánh xong thì cái dương nó cũng mở khóa cho chúng ta nhé. Dương siêu cấp này. Đến với cái dương siêu cấp thứ 3, mọi người dịch chuyển đến cái dịch chuyển phía dưới hang như này nhé. Nhớ là dưới hang này trước này. Ok. Sau đó mọi người đi ra đằng sau. Ở cái chỗ này sẽ có một cái dương kỳ dị nhá. Nhưng mà không, mọi người hãy đánh hết quái đã. Ok. Đấy, quái xong rồi sẽ thấy có một cái dương ở dưới góc này. Bật gốc nhìn nguyên tố lên là sẽ thấy có một cái dương ở giữa cái đống dương giả này. Đó, đây. Trong đồ giả này có đồ thật đây. Ok, chúng ta đến cái dương thứ tư. Cái dương thứ tư này thì ở trên ngoài map. Em đến vị trí ở trên map thôi. Nó ở phiên sườn núi đấy. Sau khi giết hết quái xong thì chúng ta sẽ nhận được cái dương 10 nguyên thạch. Đến cái dương thứ năm thì anh em tiếp tục đi đến cái khu vực bờ biển nhá. Sườn biển ở đây sẽ có 3 con Hinichu và 3 cái cột nữa đúng không? Mọi người có thể giết xong 3 con Hinichu này xong mọi người bắt đầu dùng tra hệ thủy. Đây, ví dụ mình dùng con Kokumi nhé, hoặc là Zinan nhé. Mình bắn tắt hết lửa đi. Ok, tắt hết lửa thì cái dương nó sẽ tự động xuất hiện. Chúng ta đến cái dương thứ 6. Cái này thì nó cũng dễ bởi vì đa số cái dương này ở ngoài map thôi. Mình đang nói đây là những cái dương lộ thiên nhá. Còn những cái dương mà nó phải làm nhiệm vụ hay kích hoạt các cơ quan ẩn thì mình không nói đến ở trong video này. Video này mình đang nói tất cả những cái dương từ cao cấp đến hiếm của lộ thiên nhá. Nghĩa là ở trên map mọi người thì nhìn thấy được mà không cần phải làm nhiệm vụ hay là cái cơ quan ẩn đâu khác. Chúng ta đến với tiếp tục là cái bản đồ 1, 2, 4, 5. 5 cái dương hiếm ở đây nhá. Dương hiếm lộ thiên, dương hiếm lộ thiên nhá. Mọi người có thể scope video hoặc là đến cái đoạn tour đến cái đoạn nào mọi người cần nhá. Chúng ta đến cái dương đầu tiên, mọi người có thể dịch chuyển đến chỗ nào bất kỳ. Đến cái vị trí ở giữa map, cái chỗ mà nó có nhiều cây xanh đây. Ban đầu thì chỗ này nó cái dương nó không mở luôn như này đâu. Mọi người phải giải nhá. Cách giải thì mọi người chỉ cần kiếm đủ ba đủ hai cái con này này. Đây, kiếm đủ hai đi theo hai con này xong nó làm tan hết tất cả cái băng ấy thì mọi người sẽ nhận, với cả giết hai con sói nữa thì sẽ nhận được tất cả cái dương. Một cái dương hiếm và ba cái dương thường ở đây. Giết hai con sói và đi theo hai con tiên linh xanh xanh. Đó, đến đây. Chúng ta đến cái dương thứ hai thì mọi người dịch chuyển đây nhá. Dịch chuyển vào chỗ này này. Đó, chỗ này nhá. Vực thẳm này. Chỗ vực thẳm là vực chuyển dưới lòng đất đấy. Đến nơi thì mọi người đi xuống cái lỗ này. Ok, mọi người nhảy xuống cái lỗ đây. Xong rồi nhảy xuống tiếp. Xuống đây thì mọi người đi vào cái giữa vòng tròn này để nó đưa ra chúng ta xuống dưới và mọi người lại tiếp tục nhảy xuống và đi đến cái cửa này. Ok, đến cái cửa đây. Nó sẽ có rất là nhiều cái bảng tảng băng đây, rất nhiều băng đúng không? Mọi người đi sâu bên trong. Chỗ này nếu mọi người mới lần đầu đến sẽ có một cái thành tựu nhá. Thành tựu hang gì gì đây. Đến đây rồi mọi người sẽ đừng nhảy xuống dưới mà mọi người sẽ đi vòng ra bên cạnh đường này. Ok. Đi vòng sang bên. Và trèo lên cái gốc cây này. Chủ yếu là mình tìm cách để trèo lên phía trên cái thôi. Chứ nhảy xuống dưới là các bạn không trèo lên được đâu. Đó. Đợi thể lực hồi tiếp tục bay sang cái rễ cây này.
Rồi nhảy sang bên này nhá. Nhảy cẩn thận làm sao mà đừng để rơi xuống dưới được. Ok, xong mọi người đi đến cái cửa to này. Xong bắt đầu rẽ phải nha. Đến chỗ tường này, mọi người bật góc nhìn nguyên tố lên thì sẽ thấy thôi. Nó có một cái rừng hiếm ở đây. Ok, rừng hiếm lộ thiên thứ ba. Chúng ta đến cái rừng thứ ba, thế là cái đầm lầy đây. Dịch chuyển đến cái đầm này. Tới nơi mọi người sẽ thấy có một cái rừng hiếm lộ thiên. Nó lộ luôn, nhưng mà nó phải mọi người phải giải. Mọi người phải giải bằng cách là dùng con sô rút này nhá. Mọi người phải nhặt cái quả này, đúng không? Nếu mọi người nhặt quả này mà mọi người tháo cái cục tím này luôn thì nó sẽ không được đâu. Nào mọi người xem được nhá, mọi người phải biến con sô rút này xong bay lên trên. Kích hoạt cái tia chiếu này vào cái cục kia cho nó vỡ ra thành ba cái con kia. Xong đó mới nhặt cái quả này. Rồi bắt đầu thả đi, thả những cái con này. Đấy, nó chạy này. Đó, ok. Tiêu diệt ba cái con đầm lầy này xong thì nó sẽ mở cho ta cái con tiên linh. Con tiên linh màu xanh xanh này dẫn nó về cái địa điểm kia là được. Thì nó sẽ có ba con tiên linh ở xung quanh bị xích, thì mọi người chỉ cứ thế là giải thôi, mình sẽ không giải luôn. Bởi vì cái tiên linh thì mình sẽ ba con này mình sẽ làm trong cái series tiên linh. Ok, chúng ta sẽ đến với cái dương thứ 4. Thứ 4 thì mọi người dịch chuyển nó xong đây này, hãy điểm dịch chuyển đây nhá. Dịch chuyển vào. Đó, xong bắt đầu đi xuống dưới. Có một cái lỗ cái cửa hang đây đúng không? Cái dương này thì nếu mà anh em làm nhiệm vụ nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến. Đi sang tay phải này, dẫn chúng ta đến cái dương đấy nhá. Nhiệm vụ chính ấy, cái nhiệm vụ mà cái nhiệm vụ mở con sô rút này này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái dương này. Người đi thẳng nhá, đi thẳng sang bên kia luôn. Đoạn này tự nhiên mình nhảy xuống nó hơi sai, mình lỡ chân nhảy xuống dưới ấy. Nên thôi mình chạy vòng xuống dưới cũng được, người chạy ở phía trên cũng chả sao nhá, mình bị lỡ chân rơi xuống thôi. Đó, xong rồi đi ra đây, đi đến cái chỗ này bắt đầu đi vòng sang cái căn phòng, có một cái căn phòng ở đằng sau nhá. Đó, đi lên trên đây làm nhiệm vụ nó sẽ mở cho ta cái cửa này, đi sâu bên trong. Đó, đây cái dương hiếm ở trong đây. Ok, chúng ta đến cái dương hiếm thứ 5. Cái dương hiếm thứ 5 thì mọi người có thể mượn hoặc là nhờ ai đó có con Ajaka này dẫn mọi người đi sang cái đảo nhỏ bên kia nhá. Cái đảo nhỏ này mọi người chỉ cần sang bên đấy thôi là cái dương nó hiếm nó sẽ hiện ngay ở đấy luôn, à mọi người không phải đâu tìm nữa, cứ đi thẳng thôi. Ok, cẩn thận nó ngã chết đuối bây giờ. Ok, dùng con Kaya cũng được nhá, có hai người một mình con xe Kaya cũng đi được nhá. Ở đây mọi người sẽ thấy có một con Hirichu, cái thuyền này mình không biết nó là cái gì luôn, mình cứ chặt qua thì nó cũng chả có được mấy quả táo vớ vẩn thôi. Hirichu đang chơi với chim ạ. Ok, cái rừng hiếm đây nha. Đó, cái rừng hiếm đây. Thì cái series là cái tập nhặt tất cả rừng cao cấp rừng hiếm mình cũng kết thúc tại đây. Nếu mà người muốn tìm thêm các cơ quan khác thì trong kênh của mình cũng khá là nhiều nha. Ok, giờ thì mọi người cho mình xin một subscribe, một chuông để những cái video mới của mình sẽ không bị bỏ lỡ nhé. Giờ thì hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye.